Nắm chắc thời cơ, thái độ chân thành. Tự giới thiệu không chỉ khiến người khác nhớ đến bạn mà còn là cơ hội để bạn thể hiện hình ảnh của mình. Do đó khi tự giới thiệu nhất định phải chú ý tới cách nói. Điều này không chỉ yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ tốt mà còn phải chú ý tới thời điểm, thái độ và hành động. Phải nắm chắc thời cơ, tự giới thiệu về bản thân trong hoàn cảnh hợp lý. Ví dụ chỉ giới thiệu khi đối phương có thời gian rảnh rỗi, tâm trạng tốt và có hứng thú, như vậy thì người nghe mới không có cảm giác bị làm phiền. Trong một lần hội chợ, giám đốc Dương của một công ty nọ nghe nói có tổng giám đốc của tập đoàn A sẽ ghé thăm nên muốn nhân cơ hội này để tiếp xúc và làm quen với ông. Trong bữa trưa, giám đốc Dương đã bước lên phía trước và nói: "Xin chào ngài tổng giám đốc, tôi là Lê Dương, giám đốc công ty XX. Đây là danh thiếp của tôi." Vừa nói, giám đốc Dương vừa lấy danh thiếp ra đưa cho vị tổng giám đốc. Thế nhưng lúc này tổng giám đốc đang bận nói chuyện với những người khác nên không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Ông nhận lấy danh thiếp của giám đốc rồi để ngay xuống chiếc bàn bên cạnh. Trong tình huống này, giám đốc Dương đã tự giới thiệu mình không đúng lúc nên vị tổng giám đốc đã không có hứng thú để tiếp tục tìm hiểu về ông. Phải chú ý đến thái độ khi tự giới thiệu, nhất định phải tự nhiên, thân thiện, lễ độ, không nên tỏ ra tự kiêu, khoa trương. Phải thể hiện tình cảm chân thành, không muốn được làm quen với người đối diện, mong muốn được làm quen với người đối diện. Khi tự giới thiệu, nếu giữ được bình tĩnh, tỏ ra cởi mở sẽ tạo được thiện cảm với người khác. Ngược lại, nếu người giới thiệu tỏ ra rụt rè, căng thẳng, thậm chí không dám nhìn thẳng, sẽ gây ra trở ngại cho cuộc giao tiếp giữa hai bên. Chú ý về thời gian, khi tự giới thiệu phải nói ngắn gọn súc tích, thời gian trong khoảng 30 giây là hợp lý nhất. Nếu nói nhiều sẽ khiến người đối diện không thể nhớ được hết. Khi giới thiệu có thể đưa ra danh thiếp để đối phương có thêm nhiều thông tin hơn. Chú ý nội dung. Khi tự giới thiệu về bản thân nên nói rõ tên tuổi, đơn vị, cơ quan công tác và chức vụ. Như vậy người nghe sẽ có ấn tượng hoàn chỉnh. Người nói cũng không cần phải quá dài dòng. Tiết kiệm thời gian, khi tự giới thiệu phải có thái độ chân thành, cầu thị, không nên dùng lời lẽ khoa trương, đánh bóng bản thân. Tôi là Đào Văn Phấn, giám đốc marketing của tập đoàn Vạn Phương. Xin được giới thiệu. Một câu nói rất đơn giản nhưng lại cho người nghe chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh là người của công ty Vạn Phương ư? Tôi đã xem thông tin về công ty của anh. Công ty của anh rất ổn, anh làm công việc tiếp thị à? Tôi cũng rất có hứng thú với công việc này. Tôi nghĩ chắc anh rất có kinh nghiệm, anh có thể truyền đạt cho tôi kinh nghiệm trong lĩnh vực này không? Như vậy là hai bên đã bắt đầu cuộc trò chuyện một cách tự nhiên với không khí sôi nổi. Chú ý cách nói. Khi tự giới thiệu, đầu tiên phải cúi đầu chào khi người đối diện có phản ứng mới bắt đầu nói. Phải dùng cả ánh mắt để thể hiện sự gần gũi, thể hiện mong muốn được quan tâm. Nếu như có người giới thiệu ở đó, việc tự giới thiệu sẽ được coi là không lễ độ. Tốt nhất nên để cho bên thứ ba mở lời, tìm hiểu thông tin. Nếu như bạn muốn làm quen với một ai đó, trước khi gặp mặt tốt nhất nên tìm hiểu thông tin về người đó, như tính cách, sở trường, sở thích. Như vậy, khi tự giới thiệu về mình, bạn có thể nói về những điểm chung giữa hai người. Cuộc trò chuyện vì thế sẽ trở nên gần gũi hơn. Nếu như bạn tìm hiểu thông tin thấy đối phương là một người yêu thích thể thao, khi tự giới thiệu, bạn có thể nói bạn là một người yêu thích các hoạt động ngoài trời. Chắc chắn người đó sẽ rất hào hứng mà hỏi bạn: "Thật không? Tôi cũng rất thích. Vậy bạn thích môn thể thao nào?" Chỉ cần bạn tiếp tục trả lời: "Tôi thích bóng chuyền và chạy bộ." Còn bạn cứ như vậy, hai bên sẽ có thể bắt đầu cuộc giao tiếp trong không khí vui vẻ, cởi mở.